Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ mình giới thiệu chi tiết tổng ngày mình xuống đây. Thứ nhất là con máy Vsmart Star 5. Máy Star 5 nhiều hộp dây bổ nhớ bản ra 3 bộ nhớ 32 và người giá là 1 triệu 250. Đấy, ngoại hình của máy thì gần như đẹp keng rồi, nâng đẹp, viền đẹp, chân sạc taxi, có hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình đẹp nhá, không xước, không á mố gì cả. Pin trâu nhá, pin 5000. Đấy, ra của nó là ra 3 G này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g tất cả chức năng thì đều ok hết phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc nhanh 18 w 3.0 nhé cát sạc tai nghe nó chỉ thiếu miếng dán cơ lực bộ ốp lưng thôi mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm miếng dán cơ lực bộ ốp lưng cho mọi người nhé không thiếu bất cứ một phụ kiện gì cả giá là 1 triệu 250 con này cũng là máy sạc 5 hộp dây 4 bản ra 3 bộ nhớ 64 em bán người giá là triệu 3 bộ nhớ cao gấp đôi nhưng mà giá chỉ hơn có 50.000 thôi nhé Đấy. Con này thì nó có chỉ có màu xanh thôi, con uh, bản 32 g thì có cả màu xanh màu đen. Đấy. Ngoại hình đẹp keng luôn, lưng đẹp viền đẹp, chân sạc tái xì. có hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả. Đấy. Da của nó là 3 g nhé. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g bộ nhớ cao gấp đôi nhưng mà giá thì hơn có 50 000 thôi. Đấy. Ở pin châu 5 000 nhé, chức năng ok hết. Cụ sạc nhanh 18W 3.0, các sạc tai nghe. Để tặng thêm miếng dán cơ lực ốp lưng cho mọi người đủ hết tất cả phụ kiện Để giá là 1 ,3 triệu ba nhé cho phiên bản là 64 gb còn có lại là con Vsmart Line 4 này bản ra 4 bộ nhớ 64 hiện bản người giá là 1 ,6 triệu 6 nhé Đấy, ngoại hình của máy cũng đẹp keng luôn lưng đẹp viền đẹp này Đấy, chân sạc tay si màn hình đẹp không xước không á mố gì cả Để hiển thị nét căng nhé Đấy, ra một con này nó là ra 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB Đấy, ra một nó này 4 g này, bộ nhớ là 64 nhá. Đấy, phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc 18W này, cáp sạc tai nghe. À, em sẽ tạo thêm miếng dán cường lực cho mọi người nhá. Con này em bán mọi người giá 1 triệu 6, 6 này. Còn con này là con Xiaomi Redmi 9T bản RAM 6 bộ nhớ em bán mọi người giá là 2 triệu rưỡi. Con này nó cũng là máy bản Việt hay SIM, pin 6 000 nhá. Đấy, con này pin rất là trâu luôn. Đấy, máy cũng đẹp keng luôn, à, máy mới chưa qua sử dụng nhá. Con uh, Xiaomi này máy mới chưa qua sử dụng này. Còn Vsmart thì máy đã qua sử dụng rồi nhé cái con zip 9t này chưa qua sử dụng này máy đẹp keng luôn Đó, mới mà chưa qua sử dụng nên là không có gì để chê cả ra của nó nó ra 6 g và bộ nhớ 128 g pin thì siêu trâu 6 nghìn nhá phụ kiện đi kèm thì nó chỉ có một sạc cáp sạc thôi để mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm cho người miếng dán cường lực thôi ốp thì máy này nhà em không còn nhá để giá bán người là hai triệu rưỡi À, con này máy mới chưa qua sử dụng nên là chính sách bảo hành nó sẽ tốt hơn những máy chưa qua đã qua sử dụng nhé đấy, con này à, nỗi một đổi một trong vòng một tháng đâu bảo hành 12 tháng nhé một con này là con à, Samsung S23 Ultra 5G nhé bản Hàn 2 sim bản người là 17 triệu rưỡi máy đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn hộp nhé con này em thu lại của một anh khách đây đấy, máy màu à, xanh nhạt rất là đẹp luôn đấy, nó giống như kiểu màu titan ấy. đấy. viền đẹp nhá viền thì nó chỉ gọi là một vài vết chấm kim tí ti thôi không không đáng kể gì nhưng mà máy thì gần như đẹp ke rồi màn hình đẹp nhá không xước không á mố gì cả hiển thị nét căng luôn con này có hình thì rất là ngon ra 12 bộ nhớ 512 trăm đây là phiên bản mà bộ nhớ cao nên mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhá màn 120 trăm rất là mượt luôn con này thì không có gì để chê cả cam thì nét căng luôn cam thì không có gì để chê cả đây cam trước nhá cam sau này nét từng hạt bụi một luôn đây zoom này và zoom tối đa là 100 x nhá phụ kiện của dòng này thì hãng chỉ tặng cho mình một cáp sạc thôi cáp sạc thì đã sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn cáp sạc nhé Nếu mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm cho mọi người một củ sạc nữa củ sạc siêu nhanh nữa nhé con này bán 17 triệu rưỡi này máy còn rất đẹp nhé S23 Ultra 5G nhé con này là con LG G7 này bản hàm một sim, bóng này 1 triệu 6 nhé nâng đẹp viền thì hơi sức răm rồi hơi sức răm một chút màn hình đẹp không xước không á à, bố gì cả ra một con này nó là ram 4 ghi nhá và bộ nhớ như chữ của nó là 64 ghi ra 4 bộ nhớ như chữ của nó này, 64 ghi Đấy, tất cả chức năng thì đều ok hết Đấy, ngoại hình thì hơi sức ra mà nâng kính viền kim loại nhá Đấy, bán nguyên 1 triệu 6 con này là con LG cơ 7 này con này máy màu đỏ nhá màu đỏ mận bản hàn một sim mà cũng, này cũng là 1 triệu 6 nâng dây đẹp Đấy, viền đẹp nhá viền con này thì đẹp hơn con xanh nhiều một chút hơi sức nhẹ tí tí thôi không, đáng kể gì cả màn hình đẹp xuất sắc luôn không xước không ám ố nhé Để ra một con này nó là giam 4 g và bộ nhớ cũng là 64 mươi nhé giam 4 bộ nhớ 64 tất cả chức năng thì đều ok hết Để màn hình tràn viền khuyết tay thỏ này Để hai con tình trạng xem xem nhau bán bằng tiền nhau Để nó khác màu hơn một con màu xanh một con màu đỏ mận cái này có này con iPhone 6S này, email của nó 109 Đấy, Bản nhật nhá, con này em bán với giá là 1 triệu mốt Đấy. Ngoài hình thì nó hơi sức răm rồi, Đấy, hơi sức răm một chút nhá Màn hình thì đẹp, con này menzin màn zin, và tất cả các linh kiện khác đều zin Ngoại trừ của pin thôi nhá, Đấy, pin thì đã thay mới 100% rồi Pin thay mới nhá Đấy, Và tất cả chức năng thì đều ok hết, cảm biến vân tay rồi mọi chức năng của máy đều ok nhá Đấy, Con này nó là bản nhật này đang chạy iOS 15.8 này, zia à, là nhật nhá và bộ nhớ là 64GB Đấy. bán người 1 triệu mốt đây có lẽ là con iPhone 6S email của nó 932 em bán người giá là 1 triệu nó cũng là máy bản nhật Đấy, ngoại hình con này thì uh, nó sức nhẹ hơn con kia một chút ngoại hình thì đẹp hơn con kia Đấy, màn hình đẹp nhé không có bị ám mố gì cả Đấy, con này uh, bộ nhớ của nó là 32GB nên bán rẻ hơn so với con kia là 100 nghìn nhé Đấy, bản nhật này, đang chạy ABS 17 uh, 15.7.3 32GB nhé Đấy. Con này pin thay mới rồi, pin thay mới rồi nhé. Con này uh, cảm biến vân tay rồi mọi chức năng đều ok hết nhé. Uhm, tài khoản thì đã xóa trắng hết rồi, không có bất cứ một cái tài khoản ẩn hay là bài bát gì đâu nhé, Bán người là một triệu nhé. Con này con Oppo A91 này bản Việt 2C, là 2 sim bán người hai triệu tám, nâng đẹp, viền đẹp nhé. Nói chung ngoại hình thì đẹp keng rồi. Màn hình AMOLED không có gì để chê cả. Màn hình AMOLED thì màu sắc đẹp và mướt mượt mà. RAM của nó là RAM 8 cộng 3GB và bộ nhớ 128GB nhé Để bán với 2 triệu 8 này Quay con Oppo A94 bản Việt 2 SIM bán với 3 triệu 2 nhé Nâng đẹp này Viền đẹp nhé Đấy, Màn hình đẹp, màn hình cũng là màn hình AMOLED này Tràn viền đục nổ nhé Đấy, Màu sắc đẹp cầm mứng mượt mà RAM của nó là RAM 8 cộng 8GB và bộ nhớ 128GB nhé Bán với 3 triệu 2, 2 nhé Quay con uh, Zidme 8A bản Việt 2 SIM bán với 1 triệu 3, 3. Ngoại hình nó chỉ sức nhẹ thôi, không cần mod gì đâu trân xác tai Màn hình đẹp, không xước, không ám mố nhá. Da 4 và bộ nhớ lưu trữ là 64 GB. Đấy da 4 bộ nhớ 64, bán nguyên 3 triệu này. Có này con uh, Zmi Note 8 bản Việt 2 SIM bán nguyên 1,6 triệu nhá. Đấy đẹp, viền đẹp nhá. màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. Đấy da con này nó là da uh, 4 1 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó 64 GB. Đấy, bán nguyên 1,6 triệu này. Con này con uh, Mi Mix 3 bản Việt hay sim 2 sim khoảng 2 triệu 9 nhé Nâng đẹp, viền thì cũng có bị sương móp nhẹ một chút rồi Nâng kính viền kim loại, màn hình AMOLED nhé Để Tràn viền, bốn cạnh như nhau Nhìn con này màn rất là rộng và cân đối nhá RAM của nó là RAM 8GB và bộ nhớ là 128GB Đấy, Cam con này cực kỳ chất, đẹp nhá Và cam trước của nó thiết kế rất là đập Cam trước của nó là trượt xuống như này này Và có hai cam trước có cả flash Và độ phân giải của nó là 240MP nhé Đấy, Mình trượt lên thì nó sẽ đóng lại cam rồi, trượt xuống này, Đấy, nó sẽ mở cam trước này. Đấy, trượt lên này, Đó, nó sẽ trở về cam sau luôn. Đấy, bảng nguyên triệu nhá. Con này là con Redmi uh, Note 11S nhá, bản Việt 2 SIM bảng nguyên 3,2, lưng đẹp, viền đẹp này. Đấy, ngoại hình gần như đẹp keng rồi, màn hình AMOLED nhá, không xước, không ám màu gì cả. Đấy, chạy rất là mượt mà, RAM 8 3 GB và bộ nhớ là 128 GB. Đấy, bảng nguyên 2, 2 nhá, Redmi Note 11S nhá. Đây con Samsung A01 co này, email của nó là 309 bản Việt hay SIM. bán cho người là 100, con này em bán cho người giá linh kiện thôi. Ngoại hình thì cả xấu rồi, xước rồi. và nó bị mất cả khay SIM nhá. màn hình cũng có bị vỡ kính. Nhưng chức năng của máy thì lại ok hết, bán cho người đúng một cái giá linh kiện thôi. vỡ kính thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng đến hiển thị và cảm ứng đâu. Cảm ứng ok nhá. hiển thị thì nó cũng có bị hơi ối trắng một chút nhưng mà không sao cả. Đấy, mọi người về cài wifi để chạy app hay là Ừ, làm gì thì tùy mọi người xem YouTube có thứ thì vẫn ok nhé con này nói chung là chạy YouTube tiktok có thứ thì nó vẫn ok Facebook vẫn ngon nhé ra một con này nó là ra một ghi và bộ nhớ là 16 ghi nhé bán người 100.000 thôi mọi người để, để treo app này đảo bi viết các thứ thì tùy mọi người nhé con này là con a à, không một con này email của nó là 492 bản Việt hay xin mọi người 250.000 ngoại hình con này thì cũng có bị xước răm rồi à, viền thì nó cũng có bị sứt ở đây cái khai sim con này thì đầy đủ nhé màn hình thì đẹp màn hình thì không có bị xước hay là á mố gì cả màn hình thì trong veo luôn con này thì em bán rồi mọi rẻ hơn cả giá màn hình thôi 250 000 nghìn thôi chức năng của máy ok hết ra một bộ nhớ 16 nhé bằng 250 000 này có con uh, Samsung WIT 4 bản hàn một sim bán về 700 nâng con này cũng có bị sức giam rồi viền có bị sức giam rồi nhé nói chung ngoại hình thì hơi sức giam màn hình con này thay rồi nhé nhưng mà hiển thị của nó cũng còn đẹp cũng không có bị ám ố gì cả màn thay rồi nhưng mà màn hình của nó cũng ok nó cũng không có bị ám ố hay là chết điểm bởi cái gì cảm ơn khá là mượt mà ra của nó là ra 3 g và bộ nhớ là 32 g bán người là 700 trước năng thì ok hết nhé con này là con A20 này bản Việt 2 sim bán người là 850 nghìn ra con Wiz 4 này thì nó thiết kế nó giống với con A20 y hệt nó chỉ có cái là ở bản Hàn thì nó là tên của nó là width 4 đó, còn bản Việt nó là A20 nhé con này nâng thì thay mới rồi nên là cũng hơi sức giảm chút thôi tí tí thôi viền bị sức giảm nhé không, không cần móp gì đâu màn hình con này nó là màn hình thay rồi Đấy, nhưng mà hiển thị nó cũng ok không có bị ám mối gì cảm ứng khá là mượt mà RAM của con này nó là RAM 3GB và bộ nhớ như chữ của nó là 32GB nhé Đó, người là 850.000 chức là ok hết và con S7 này. bản Mỹ một sim nhá. Con này S7 XT, nhá. Em ghi tắt là S7A. Nó là bản Mỹ một sim. Giá người là 1 triệu ba Ngoại hình con này thì nó cũng có bị xước giam rồi. Con này thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội nhé nhìn rất là hầm hố. chống sốc, chống va đập. rất là ok nhé Màn hình AMOLED đẹp nhé, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng luôn. Để ra một con này nó là RAM 4 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB nhá. RAM 4 bộ nhớ 32 cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh ok hết nhé bán ngày một triệu ba này có thể con s 9 này email của nó là 966 bản mỹ một sim bán người 1 một triệu chín nâng con này thì cũng có bị xước giam rồi viền có bị xước uh, rồi nhé hơi xước móc nhẹ màn hình thì cũng có bị xước giam rồi nói chung ngoại hình con này thì hơi xước giam hiển thị màn hình thì cũng hơi ám nhẹ một chút nhé nói chung là ám phân màu tí tí thôi nói chung là ám siêu nhẹ thôi ra của con này nó là ram 4 bộ nhớ 64 chức năng của máy thì ok hết bán nó 1 ,9 triệu 9 này có con S9 Plus đây IMEI của nó là 515 bản Hàn và đã lên hai sim rồi nhá, bán về 2 triệu 6. nâng thì gì, nẹp, vân tay cũng có bị chóc sơn nhưng vẫn cảm biến vân tay bình thường nhá. Đấy, viền cũng có bị xước móp nhẹ một chút rồi. Màn hình không xước, hiển thị màn hình thì nó hơi ám nhẹ một chút nhá. hơi ám nhẹ tí tí thôi, nói chung là nhìn qua cam thì gần như không thấy. Và mọi người không tinh mắt thì cũng gần như không phát hiện được độ ám của con này thôi. Con này xếp vào không ám được luôn đấy. Ra của nó là RAM 6GB. RAM của S9 Plus thì nó là RAM 6 GB nhá. RAM 6 này. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 GB. RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Tất cả chức năng thì đều ok hết, bằng này 2 triệu 6 này. Còn con Note 9 này, IMEI của nó 331, à, bản Mỹ một SIM bằng người là 3 triệu 6. Nâng dây đẹp, vân tay hơi róc sơn rồi nhưng vẫn cảm biến vân tay bình thường nhá. viền thì cũng có bị uh, sức giam rồi, một vài vết chấm kim mình nhé chứ không cần mót đâu màn hình thì đẹp xuất sắc luôn không xước, không á gì cả nét căng luôn nhé RAM của nó là RAM 6GB và bộ nhớ 128GB bản Mỹ thì nó chạy con chip snap gần nó rất là mượt mà nhé đó, 83 triệu 6 này có này con nốt 9 này email của nó là 151 bản Mỹ 1 sim 83 triệu 7 nhé đừng gì nẹp, đẹp vân tay thứ đẹp nhá Viền đẹp nói chung ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi không lắm rồi em thấy một con nốt 9 đẹp như thế này màn hình đẹp không xước, không ám hối gì cả ra của nó là RAM 6 g và bộ nhóm 128 g nhé đấy, bán 3 có con S10e này email của nó là 693 bản Mỹ một xin bằng 2 triệu 8 nhé nâng đẹp đấy, viền thì hơi sức nhẹ một chút rồi đấy, hơi sức ra một tí ti thôi một vài vết chấm kim thôi chứ không bị cấn móp gì đâu màn hình đẹp xuất sắc nhé không xước không ám mố chứ cả có lại màn hình của nó là màn hình OLED nhé nên là màu sắc rất là đẹp và mướt mà RAM 6 bộ nhóm 28 con này nhỏ gọn thôi nhưng mà có vỏ chạy rất mượt thôi S10E khoảng 2 triệu 8 nhé có lại là con S10E này email của nó là 338 bản Mỹ một sim khoảng 2 triệu 8 nâng dinh nhưng mà hơi sức giam một chút rồi viền chỉ sức nhẹ thôi không cần móp gì đâu màn hình đẹp không xước không ố gì nhé hiển thị nét căng ra bỏ này nó là ram 6g bộ nhớ 128g bảo nguyên 2 triệu 8 này có con S10 Plus nhé email của nó 466 bản Việt 2 sim khoảng 4 triệu 2 nâng đẹp viền đẹp nhé viền thì cũng chỉ có một vài vết chấm kim tí ti thôi Nói chung ngoại hình con này Gần như đẹp ke rồi Màn hình đẹp Không xước không à mô gì cả Để Giam 8 bộ nhóm 28 nhé Màn hình là 4 triệu 2 S7 Plus này Có con S25G này IMEI của nó là 604 Bản Mỹ 2 sim Màn hình là 3 triệu 9 Nâng đẹp Nâng hơi chóc phỉ một chút ở chỗ này à, Hơi chóc sờn chút thôi Tí ti thôi nhé Viền thì đẹp Viền thì không cần móp gì đâu màn hình không xước nhưng mà hơi vàng phim tí ti chỗ này này Đó. tí ti thôi nói chung là không đáng kể gì cả mọi người để ý kỹ thì mới thấy được nói chung là vàng phim thì nó không ảnh hưởng gì hiển thị và cảm ứng màn hình đâu nhé màn hình thì trong veo không á mố gì cả da của nó là 8 g bộ nhớ mô hai nhé Đấy, mọi chức năng hoàn hảo ok hết và ngày ba triệu chín này coi con uh, s 20 mươi plus này IMEI của nó là 638 bản việt hai sim mọi người bốn triệu tám nhé đừng dây nẹp viền thì cũng có bị xước uh, răm một chút rồi màn hình đẹp nhé không xước không ám mố gì cả hiển thị nét căng ra của nó này nó là ra 12 gb và bộ nhớ 128 g nhé rất là mượt mà 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 ngày 4 triệu 8 này có này con nốt 10 plus này IMEI của nó là 209 bản Việt 2 sim mà ngày 5 triệu 9 nhé đừng đẹp viền thì hơi sức nhẹ tí đi chỗ phần đầu bút này thôi chứ không có bị cơn móp gì đâu Nói chung ngoại hình thì cũng còn rất đẹp nhé màn hình thì đẹp xuất sắc rồi không biết để chê cả không xước không á mối gì cả chạy rất mượt mà nhé ra 12 bộ nhớ 256 này tháng là 5 triệu 9 này có lẽ con uh, S21 5G này email của nó 522 bản Mỹ 2 sim bảo người là 4 triệu rưỡi nhé nâng uh, cũng bị sức giam rồi viền thì hơi cá sấu viền con này, này bị sức giam khá là nhiều nó chỉ sức giam thôi chứ không có bị cần bóp sâu đâu màn hình cũng có bị sức giam này nhé Đấy, hơi sức giam ở cạnh này Ngoài hiển thị thì màn hình rất là đẹp, trong veo luôn, không ám mố gì cả Giam của nó, này nó là giam 8, ghi bộ nhóm 128, chạy cực kỳ mượt mà S21 5G, bản mỹ 4.5 triệu con S21 Plus, IMEI của nó 815, bản mỹ 2 SIM, bản mỹ 6.4 triệu Nâng đẹp, viền đẹp, ngoại hình gần như đẹp khen rồi à. Màn hình đẹp, nhá, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng Giam của nó là giam 8, bộ nhóm 128 chạy mượt mà bán về 6 triệu tư coi con nốt 20 Ultra này IMEI của nó là 180 bản Mỹ 2C, 18 2 sim bán triệu 2 đẹp viền đẹp nhá ngoại hình gần như đẹp kem rồi máy màu cà phê nhìn rất là đẹp luôn màn hình đẹp nhá không xước không lá mố gì cả ra bóng này nó là ra 12 g bộ nhớ 128 g cái màu này thì cực kỳ đẹp rồi nét căng luôn à, zoom tối đa là 50x nhá cam thì siêu đẹp luôn à, nhìn mắt cam này. Có này con uh, S22 Ultra này, IMEI của nó 897 bản Mỹ 2 SIM, này là 10 triệu rưỡi nhá. Nâng đẹp, viền thì hơi sức nhẹ tí ti thôi. Đó, à, đây là kiểu chấm chấm đầu kim thôi chứ không có bị cần móp gì đâu. À, nói chung là ngoại hình gần như đẹp keng rồi. Màn hình đẹp nhá. Không một vết xước và không có một vết à mố nó cả. Da của nó là 8 g bộ nhớ 128 g Cực kỳ một mà S2 Ultra. Cam thì không có gì để chê rồi, nét căng luôn. Zoom tối đa là 100x nhá, 100x Đó. là 10 triệu rưỡi này. Đây trên đây là những máy hôm nay bán người, mọi người để mấy gì cứ nhắn qua Zalo số 0344994645 nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.